nhìn gì? Đúng là người nào thì làm việc đấy. Xui xẻo, đứng cùng mấy đứa hạ đẳng thế này, hạ thấp cả giá trị của mình. Đề nghị phải chia thang máy mới được. Đẳng cấp của một người không dựa vào bộ quần áo, mà dựa vào thái độ của người đấy đấy. Giống như bộ quần áo cô mặc thì có che được cái xấu xa ở cô đâu. Nhìn tích cái gì? Có phải Tùng không ạ? Đúng rồi. Người đẹp, em làm nghề gì đấy? Em nghề gì cũng làm anh ạ. Có lúc thì làm lái xe, có lúc thì làm mấy việc lặt vặt. Lái xe à? Thế chắc con xe này của em cũng chỉ là hàng second hand thôi nhỉ? Này anh, anh có thể bỏ chân xuống được không? Cô em lo lái xe của cô em đi. Anh đây là giám đốc điều hành mới của công ty của em mời đến ấy. Anh ơi, đến nơi rồi đấy ạ. Xuống lấy hành lý ở cốp sau cho tôi. Rất xin lỗi anh ạ, hạng mục này của công ty tôi không thể giao cho anh được. Vì cấp trên sau khi cân nhắc cảm thấy không phù hợp ạ. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ của trường danh tiếng đấy. Gọi sếp của cô ra đây. Anh Tùng, anh đợi đã ạ. Tôi nói anh nghe, ở đây chúng tôi không quan trọng phỏng vấn. Cái mà chúng tôi quan tâm ấy là nhân phẩm của một người. Ngáng đường tôi đi. Chú đây đạp cam của tôi. Xê lạ, có tin tôi đạp ông luôn không? Này anh kia, anh làm cái gì thế ạ? Bày phải bán hàng mưu sinh để kiếm sống mà anh lại hành xử như thế ạ? Nhiều chuyện. Bác đừng lo, cháu sẽ mua hết số cam này để giúp bác. Bác cảm ơn. Ô cắt, anh em ơi, đẹp. Ok. Tuyệt vời. Ôi đẹp, ngon, đẹp, ngon. Được. Ngon. Đi cả để triệu view. Thôi đi. Thế ai là người đền cam của tôi đây? Đền á? Ông tự nhặt cam lên mà bán. Mọi người ơi, đang có 3 người trưởng nghĩa ở đây mua cam cho cụ già này. Tôi nói đúng không anh? Tôi đang live stream đấy. Đúng rồi. Cụ ơi, trộm cam này bao nhiêu tiền ạ? À, cũng chỉ 100.000 thôi. Cho anh mau trả tiền rồi lấy cam đi. Ôi, mọi người đang comment khen cho anh đây này. Đây, 100.000 này. Khinh thường tôi đấy à? Giấy hết bao nhiêu? Dạ, tất cả đều 10.000 ạ. Đánh cho chị đôi này. Ờ. Giày bẩn quá không lau được à? Bình thường ấy, không phải là ai cũng lau được đôi giày này đâu. Hôm nay bẩn quá, tiện thì chị bảo lau thôi. Thế có lau không? Dạ, lau ạ. Chị ơi, xong rồi ạ. Chị gửi này. Ờ, dạ, không hết ngày này đâu ạ. Em cứ cầm đi, đây là số tiền em xứng đáng nhận được. Dạ, em xin ạ. Alo, mẹ ạ, tiền viện phí của bố, con sẽ nghĩ cách lo đầy đủ ạ. Mẹ cứ cố gắng chăm sóc cho bố thật tốt mẹ nhá. Dạ vâng ạ. Tìm được con gái rồi. Ở cái ông già này, đây là chủ tịch của bọn tôi. Con gái nào của ông? Con kiểu bố. Đây không phải là chị đâu ạ. Em xin lỗi hai chị ạ. Tại bố em mắc chứng bệnh bại não. Bệnh thì để ông ở nhà đi, cho ra ngoài đường làm gì. Dạ, em xin lỗi hai chị. Chị gái em đi du học 3 năm mà vẫn chưa quay trở về. Tại chị giống chị gái của em quá nên bố em mới thế ạ. Chủ tịch, còn hợp đồng của bên đối tác đang chờ mà. Bác ơi, bác cứ yên tâm, rồi con gái của bác sẽ quay trở về thôi. Con gái,
tối nhớ đón em nhá. Sao cô lại vứt rác bừa bãi như thế này? Tôi vứt thì kệ tôi. Tôi mà không vứt ý, thì ông lấy cái gì mà ăn hả? Cô vứt rác ấy, vốn dĩ cô đã là người sai rồi mà. Cái bà chị nhiều chuyện này ấy, ở đâu ra ấy nhở? Cô thật là không biết điều đấy. Cô chửi tôi á? Cô có biết tôi là ai không hả? Bạn trai tôi ấy, làm ở tập đoàn Anna, đi xe sang, ở nhà xịn đấy, cô có biết không? Có chuyện gì đấy em? Anh ơi, hai người này em ra đây bắt nạt em anh ạ. Chủ tịch Linh, xe của tôi ấy đã trở thành taxi để anh đèo bạn gái từ khi nào đấy? Chỉ là em tiện đường ngang qua đây thôi ạ. Em gửi chủ tịch ạ. Tôi quên, từ ngày mai tôi cho phép cậu nghỉ. Em có xin nghỉ đâu ạ. Nhưng mà từ giờ tôi cho cậu nghỉ dài hạn đấy. Thì ra anh cũng chỉ là đồ tồi, đồ lừa đảo. Cho tôi một suất bún nè. Đi ra bàn khác, đừng làm tôi ăn mất ngon. À, chú ơi, chỗ này có người ngồi rồi ạ. Đi ra, bẩn thỉu luôn, ngồi đây, đi ra. Bác ơi, bác sang đây ngồi cùng con nhá. Bác ơi, sao đến tuổi này rồi bác vẫn đi làm ạ? Con gái bác vừa đỗ đại học, cho nên bây giờ bác phải dành dụm thời gian để bác đi kiếm tiền cho em nó đi học. Bác ăn của cháu đi ạ. Ồ, không cần đâu. À, không sao đâu, bác cứ ăn đi. Bác cảm ơn. Chị ơi, vợ em vừa mới sinh, bây giờ em phải vào viện gấp. Chỗ đồ ăn thế này không biết phải làm thế nào ạ. Để tôi giúp cậu. À, vậy thì em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị nhá. Có phải là không muốn đưa cho anh đâu thế nhá. Cúp máy đây. Ô kìa, không phải là bạn Linh đi sao? Làm cái gì mà bây giờ mà phải đi ship đồ ăn thế này? Tôi thấy là tôi ship đồ ăn thì có sao. Tôi kiếm tiền bằng chính bằng tay của mình ý. Tôi thấy bản thân vẫn đẹp mà. Tránh ra, đừng có mà làm bẩn xe của tôi. Đây là xe của cô á. Sao, chưa nhìn thấy bao giờ à? Mà cái loại cậu ý, cả đời cũng không mua được cái xe này đâu. Tại sao chìa khóa xe lại ở chỗ của tôi này? Người không phân địa vị cao thấp, việc không phân đẳng cấp, anh 9 tôi 10. Cô đi được rồi đấy. Cô ơi, đây là đồ ship của tôi. Cô ăn thế này rồi thì làm sao tôi ship được cho khách ạ? À? Tôi bị hại đứng huyết. Nên là tôi thấy cơm thì tôi ăn thôi. Mà nó cũng chỉ là một suất cơm thôi mà. Nhưng mà đây là đồ tôi ship cho khách. Bây giờ cô ăn thế này rồi thì tôi phải làm sao? Thiếu đồ của khách, tôi phải đền tiền đấy. Tiền? Chỉ là tiền thôi gì? Chỗ này đã đủ chưa? À, bố ạ. Vâng, vâng ạ. Tiền viện phí của mẹ, con sẽ cố gắng lo liệu ạ. Bố cứ yên tâm ạ. Thank you.